Ở đây là lần đầu tiên như mình tham gia cái lễ hội Đà Nẵng năm 2024 đúng không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình đến Đà Nẵng. Và khi mà mình tham gia thả diều như vậy thì về vấn đề về tài trợ cũng như là mọi cái chi phí thì thành phố Đà Nẵng hay chiều hay là như thế nào, con có thể chia sẻ cho cộng đồng biết được không? Dạ cái đó thì con cũng không có được nắm rõ vậy lắm. À. Nhưng là được bên Sở Văn hóa của Đà Nẵng mời ra. À đây là được Sở Văn hóa Thông tin của thành phố Đà Nẵng mời ra tham dự cái lễ hội Đà Nẵng năm 2024. Và trên tinh thần là mình phục vụ cho mọi tầng lớp của nhân dân thành phố Đà Nẵng và trong và ngoài nước trong cái lễ hội Đà Nẵng năm 2024 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, năm nay tôi thấy là có nhiều thể loại diều và nhiều sắc màu rất là đẹp. À, cảm ơn tôi đã chia sẻ với cộng đồng nhé. Dạ vâng. À, xin chào và cảm ơn. Đây là một sân chơi và cho các bạn nhỏ được tham gia vẽ nên cái bức tranh gọi là bức tranh tạo nên là gọi là cái kỷ lục đó. Dạ, đã cũng Đà Nẵng và du khách đó cùng vẽ nên kỷ lục như bác thấy đây nè. Đó thì bên con là lớp vẽ ngôi nhà nhỏ và các bạn, bức tranh này thì được hoàn thiện bởi khoảng 40 bạn học sinh đó dưới sự hướng dẫn của các cô giáo. Dạ, nên là các bạn sẽ vẽ nên cái bức tranh này này. Dạ, thì các bạn cũng chủ yếu là vẽ để có một cái trải nghiệm chứ cũng không phải là thi đâu bác. Dạ, vì cái đề tài bức tranh này là một con vẽ chủ yếu là toàn về Đà Nẵng hết đấy, vẽ hết là bằng về thành phố mình đấy, cho nên đó là cũng mang một cái chút gì đó ý nghĩa về cái tình yêu quê hương của các bạn nhỏ đối với thành phố. À, cảm ơn cô đã quan tâm và chia sẻ với cộng đồng. À, chúc cô đạt nhiều thành đạt trong cuộc sống và cho lớp bạn được gặp nhiều gặp ái thành công. Xin cảm ơn cô đã chia sẻ với cộng đồng nhé. Chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2024. Sóng Đà Nẵng đang có mặt tại công viên Biển Đông. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 cho đến ngày 21 tháng 7 tại công viên Biển Đông và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng như hai bên bờ sông Hàn sẽ diễn ra lễ hội tận hưởng Đà Nẵng năm 2024 với nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao, ẩm thực rất là hấp dẫn và sôi động. Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng năm 2024 kéo dài từ ngày 17 tháng 7 cho đến ngày 21 tháng 7 năm 2024. Theo tìm hiểu thì Smart Đà Nẵng được biết rằng sẽ gồm có 20 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực để phục vụ cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm và cũng như buổi chơi giải trí trong dịp hè. Và tối nay sẽ khai mạc chương trình đại hội nhạc hội có nội dung rất là ấn tượng và quy mô. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca nghệ sĩ được yêu thích cũng như những vũ đoàn tên tuổi hiện nay. Tại địa điểm của công viên Biển Đông còn có lễ hội ẩm thực hương vị Việt Nam quốc tế với hơn 50 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế. Lễ hội trên cát trình diễn diều nghệ thuật với hơn 50 con diều bằng chế tạo khí động học kích thước rất là lớn, hình dáng độc đáo về sinh vật biển sẽ tung bay trên bầu trời công viên Biển Đông. Theo tìm hiểu, Sóng Màu được biết rằng ngày 20 tháng 7 trên sông Hàn sẽ trình diễn thuyền buồm. Đây là một trong những hoạt động mới lạ của lễ hội và sự xuất hiện
của hơn 15 chiếc thuyền buồm cùng diễu hành dọc bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng, vẽ lên những bức tranh tuyệt vời của thành phố. Và hàng đêm sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra lúc 19:30 từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 tại công viên chính, công viên Biển Đông. Trước mặt các bạn nhìn thấy đó là sân khấu chính sẽ biểu diễn các chương trình đại nhạc hội, và sẽ có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa ẩm thực, dịch vụ du lịch phong phú, làm tăng thêm những cái trải nghiệm mới mẻ, thú vị dành cho người dân và du khách khi tham gia trong suốt thời gian diễn ra lễ hội tận hưởng Đà Nẵng năm 2024. Hiện giờ thì tại sân khấu chính của công viên Biển Đông, ban tổ chức người ta đang gấp rút để hoàn thành những hạng mục, và tối nay đúng vào lúc 19:30 sẽ trình diễn chương trình đại nhạc hội. Và ở đây là những bức tranh của các em thiếu nhi ở các quận huyện quanh thành phố Đà Nẵng đang tham gia vẽ lên những bức tranh về những cái đề tài, những thắng cảnh đẹp của thành phố Đà Nẵng. Đây mình thi vẽ hả bác? Vẽ hả con? Gọi là mình thi vẽ hả bác? Cái này là mình thi vẽ hả sao? À thi vẽ hả? À có nghĩa mình tham gia vẽ ở đây và chị làm luôn, vẽ tại chỗ luôn. Không à. Cái gì cũng được. À bây giờ tụi con tham gia rồi con vẽ tiếp luôn. Thế là có chấm giải đúng không? À mà nó như là một cái trò chơi để cho du khách rồi cũng như là mà mọi lứa tuổi ở tụi con để mà tham gia vẽ đúng không? À hay quá. Xin chào cô ạ. Cô cho tôi hỏi là đây là nó là một cuộc thi hay là một trò chơi của cái lớp vẽ gì của thành phố Đà Nẵng này, cô có thể chia sẻ với cộng đồng biết được không ạ? Dạ, chào bác. Dạ. Thì đây là một sân chơi và cho các bạn nhỏ được tham gia vẽ nên cái bức tranh, gọi là bức tranh tạo nên là gọi là cái kỷ lục đó. Dạ, đã của Đà Nẵng và du khách thì cũng phải nên kỷ lục như bác thấy đây nè. Đó thì bên con là lớp vẽ ngôi nhà nhỏ và các bạn, bức tranh này thì được hoàn thiện bởi khoảng 40 bạn học sinh đó dưới sự hướng dẫn của các cô giáo. Dạ, nên là các bạn sẽ vẽ nên cái bức tranh này. Dạ, thì các bạn cũng chủ yếu là vẽ để có một cái trải nghiệm chứ cũng không phải là thi đâu bác. Dạ. Xin hỏi cô là cái lớp vẽ ngôi nhà nhỏ này nó có phải là ngôi nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Đà Nẵng không? Dạ, chứ là bên con thì vẽ của văn hóa thiếu nhi và bên
lớp bạn nhỏ nhỏ là một cái lớp riêng thôi. À, là một lớp riêng của một cái tập thể gồm các giáo viên dạy vẽ tranh cho các em thiếu nhi ở thành phố. À, và đây là một cái sân chơi để cho các bé cùng tập làm họa sĩ đúng không? Dạ đúng rồi, để tự tin vẽ trước đám đông nữa đó anh. Và thứ hai nữa là để cùng tham gia với lại cái lễ hội Đà Nẵng bắt đầu khai mạc vừa hôm nay. Dạ đúng rồi, tại vì cái đề tài bức tranh này là một con vẽ chủ yếu là toàn về Đà Nẵng hết. Đấy, vẽ hết là bằng về thành phố mình ấy, cho nên đó là cũng mang một cái chút gì đó ý nghĩa về cái tình yêu quê hương của các bạn nhỏ đối với thành phố. Cảm ơn cô đã quan tâm và chia sẻ với cộng đồng. Chúc cô đạt nhiều thành đạt trong cuộc sống và cho lớp bạn được gặp nhiều gặp lại thành công. Xin cảm ơn cô đã chia sẻ cộng đồng nhé. Trước mắt các bạn nhìn thấy đó là biển Đà Nẵng. Tại đây thì khu vực biển này thuộc về công viên biển Đông. Ở trên bầu trời biển Đông của thành phố Đà Nẵng xuất hiện những cánh diều bằng những cơ khí động lực học đang bay lơ lửng trên bầu trời biển của Đà Nẵng. Theo những sắc màu tìm hiểu được biết thì đây là của một câu lạc bộ diều của Sài Gòn và tham gia biểu diễn diều nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng. Cho nên em hy vọng rằng trong chương trình này tất cả mọi người chúng ta hãy cùng mở hồ sơ mọi lúc mọi nơi để có những thứ cảnh đẹp nhất nhé. Rồi anh ơi, để hành lý qua một bên, để đồ tư trang qua một bên giúp em nha. Ok ok, vào nhanh nào anh ơi, vào nhanh nào anh ơi. Ok anh ơi, thầy áo với tao đâu ạ? Đúng rồi. Rồi, khi mà chúng ta nhìn lên trên trời thì em sẽ hô là New World Group, tất cả mọi người sẽ là We Are Family và nhìn lên là Yeah nhá. Ok chưa? Rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3 là chúng ta chụp hình trước đã nha. Ok, chuẩn bị nhá. Sẵn sàng chưa? Ok. Thank you.
Nè, cho chú hỏi là ở nhiều ở đây có phải là các cái câu lạc bộ trong cả nước hoặc là của thành phố Đà Nẵng không? Còn dạ, không, cái này là bên câu lạc bộ Diều Phúc Râu của Sài Gòn. À, đây là một câu lạc bộ về diều của Phúc Râu. Dạ, với tên là gọi là Phúc Râu ở thành phố Hồ Chí Minh. À, ở thành phố Hồ Chí Minh đâu của Sài Gòn á. Dạ đúng rồi. Có vậy thì ở đây là lần đầu tiên nhưng mà tham gia cái lễ hội Đà Nẵng năm 2024 đúng không? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên mọi người đến Đà Nẵng. Và khi mà mình tham gia thả diều như vậy thì về vấn đề về tài trợ cũng như là mọi cái chi phí thì thành phố Đà Nẵng chịu hay là như thế nào, con có thể chia sẻ cho cộng đồng biết được không? Dạ cái đó thì con cũng không có được nắm rõ vậy lắm. À, nhưng là được bên Sở Văn hóa của thành phố Đà Nẵng mời ra. À, đây là được Sở Văn hóa Thông tin của thành phố Đà Nẵng mời ra tham dự cái lễ hội Đà Nẵng năm 2024. Và trên tinh thần là mình phục vụ cho mọi tầng lớp của nhân dân thành phố Đà Nẵng và trong và ngoài nước trong cái lễ hội Đà Nẵng năm 2024 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, năm nay tôi thấy là có nhiều thể loại diều và sắc màu rất là đẹp. Cảm ơn con đã chia sẻ với cộng đồng nhé. Dạ vâng ạ. Xin chào và cảm ơn. Oh,
Và đây là một trò chơi đu dù trên cano. Có nghĩa là khi cano lao phóng trên biển thì sẽ mang theo những cái cánh dù được móc trên cano và bay bổng trên bầu trời biển Đông. Đây là một trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi người chơi phải có thần kinh tốt và không bị mắc bệnh về tim mạch. Chơi dù bay đó các bạn, đó vậy du khách sẽ được các kỹ thuật, người ta sẽ móc những cái dù vào thân mình và qua cano như vậy người ta sẽ tung bay trên bầu trời. Những người tham gia trò chơi dù bay sẽ được các kỹ thuật móc cánh dù này lên thân mình.
và qua một cano như vậy sẽ bay trên bầu trời biển. Trò chơi mà dù bay vậy là mỗi chuyến như vậy là khoảng mấy trăm nghìn không? À, chắc phải mấy trăm nghìn nhỉ? À, có bằng giá đó. Dù bay một vòng một người là 650 tiền Việt Nam. Giờ cũng đã chiều tối rồi, cho nên là người ta hạ tất cả những cánh diều xuống các bạn. Thank you.
Bật tay trên kia luôn nha. Lên nào. Qua luôn. Rồi, hướng bên nhanh lên. Nhanh lên.